Chiều ngày hôm qua, chiếc trực thăng chở theo hành khách đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân đỗ trên nóc tòa nhà Times Square. Đây là dịch vụ đón trả khách bằng trực thăng lần đầu tiên được cấp phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 13 giờ 45, trực thăng chở khách số hiệu VN8602 thuộc công ty trực thăng miền Nam đã đáp xuống tòa nhà Times Square. Trực thăng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đi vòng qua các quận trung tâm của thành phố trước khi đáp xuống. Trên bãi đáp trực thăng của tòa nhà này được gắn đèn tín hiệu xung quanh và tấm ma sát. Việc hạ và cất cánh trong chuyến bay chiều qua tới tòa nhà này diễn ra khá nhanh chóng. Các thành viên thực hiện kiểm tra đón trả khách trên bãi đáp chỉ trong vòng 5 phút. Đây là một trong 10 tòa nhà có sân đỗ trực thăng của thành phố Hồ Chí Minh và là tòa nhà đầu tiên được cấp phép dịch vụ này. Theo công ty trực thăng miền Nam, hiện đơn vị này và công ty cổ phần đầu tư Times Square đang bàn bạc và sẽ ký kết một hợp đồng nguyên tắc dài hạn. Đường bay sẽ được thực hiện từ bãi đáp của tòa nhà đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại hoặc đi các tỉnh phía Nam. Chi phí vận chuyển hiện chưa được tiết lộ, nhưng theo các chuyên gia ước tính có thể lên đến 10.000 USD trên chuyến. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, công ty trực thăng miền Nam cũng đã tiến hành bay kiểm tra bãi đổ trực thăng của tòa nhà này bằng trực thăng EC-155B1 theo cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. Mục đích của chuyến bay là nhằm kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi đổ trực thăng, thông số đường bay, phương thức bay khi cất hạ cánh tại bãi đổ. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời Thành phố Hồ Chí Minh.